Mình không thể chờ thêm nữa, phải báo công an đi bác. Anh Đăng Duy rất là lo cho Mỹ Ngọc. Anh có thể không quan tâm tới mọi thứ, nhưng không thể nào không lo cho Mỹ Ngọc được. Vậy mà 2 ngày rồi anh không hề liên lạc về để biết tình hình của Mỹ Ngọc như thế nào. Mình gọi công an được không bác? Bình tĩnh đi con. Bác biết con lo lắm. Bác cũng vậy. Bác cũng lo. Bác à, con cũng thấy mình nên báo công an đi bác, chứ không thể để như vậy được. Alo. Alo, cho tôi hỏi đây có phải là nhà của anh Trương Đăng Duy, giám đốc tập đoàn Phát Đạt không? Dạ phải, dạ phải ạ. Chị là người nhà của anh Đăng Duy phải không? Dạ đúng rồi. Chúng tôi bên đội điều tra giao thông muốn thông tin cho người nhà một tin xấu. Hả? Chiếc xe do anh Đăng Duy cầm lái đã bị tai nạn, và anh Đăng Duy đã tử nạn. Thanh Vân à. Thanh Vân. Alo. Em bình tĩnh đi. Alo. Thiên Kim, chuyện gì vậy? Công an phát hiện xe của anh Đăng Duy bị rơi xuống vực cháy rồi. Công an muốn mời gia đình lên để thử ADN. Trời, trời ơi. Bác, bác bình tĩnh đi. Đăng Duy, Đăng Duy nó không bị làm sao chứ? Dạ. Đúng không con? Dạ. Đăng Duy nó, anh Đăng Duy chết cháy luôn rồi. Chị nói vậy, anh hai của em chỉ đi làm thôi, anh hai của em không có chết. Đừng có nói như vậy. Mỹ Ngọc, Mỹ Ngọc ơi, em bình tĩnh lại đi. Mỹ Ngọc. Ngọc. Chị đi làm thôi à. Mỹ Ngọc à, bình tĩnh lại. Mỹ Ngọc. Chị đừng vậy. Bình tĩnh lại chị đi. Chị là người xấu. Chị cũng đừng nói anh hai em như vậy nữa. Anh hai không có chết. Mỹ Ngọc. Anh hai em chỉ đi làm thôi. Chị đi về đi. Chị đi về đi. Mỹ Ngọc à, em hãy bình tĩnh lại đi Ngọc. Đăng Duy nó sẽ không về nữa. Bác đau lòng quá con ơi. Nó còn trẻ như vậy mà. Con xin bác đừng quá đau lòng. Bác còn phải làm chỗ dựa cho chị Thanh Vân và Mỹ Ngọc. Bác biết chứ, trước mặt hai đứa nó bắt đầu có dám khóc. Ông trời sao thật bất công. Một đứa con hiếu thảo giỏi giang như Đăng Duy sao lại giáng số tới như vậy chứ. Hãy
Chào anh. Chị có dự định những ngày sắp tới chị sẽ như thế nào không chị Thanh Vân? Tôi cũng không biết nữa. Trước khi đi, anh Đăng Duy dặn tôi chăm sóc nhà cửa, chăm sóc cho Mỹ Ngọc. Bây giờ tôi chỉ biết làm đúng theo lời ảnh thôi. Tội nghiệp tụi con quá. Con cũng biết lâu nay bác rất thương con, đúng không? Dạ con biết. Bác rất vui mừng khi con và Đăng Duy sắp làm đám cưới. Có được đứa con dâu như con, bác hài lòng lắm. Nhưng Đăng Duy nó vắng số. Bác càng nghĩ càng thương con đứt ruột. Sao người đàn bà này có thể diễn hay tới vậy? Nếu hôm đó mình không tình cờ phát hiện ra sự thật thì lúc này chắc hẳn mình cảm động lắm. Thanh Vân, Thanh Vân, con nghĩ gì mà ngồi đờ người ra vậy? Dạ không. Đăng Duy nó vắng số, nhưng mà coi như nó cũng đã yên phần rồi. Còn con cũng nên nghĩ cho bản thân của mình đi chứ. Bác không nỡ thấy con chôn vùi cuộc đời mình trong ngôi nhà này. Bác nói vậy là sao hả bác? Bác muốn đuổi con ra khỏi nhà này hả bác? Làm sao mà bác đuổi con chứ? Tuổi đời của con còn rất trẻ, con với Đăng Duy cũng chưa thật sự là vợ chồng. Bác còn gánh vác những cái gánh nặng của gia đình này. Bác thấy bất công với con quá. Bác sẽ cho con một số vốn rời khỏi căn nhà này, quên hết những chuyện đau buồn, tìm một người khác mà xây dựng gia đình nghe con. Không, bác ơi, hiện nay con không có tâm trí nào để nghĩ tới chuyện đó. Anh Đăng Duy mới mất chưa lâu, con không đành lòng rời xa nhà này, không đành lòng rời xa Mỹ Ngọc. Bác có thể nào cho con ở lại đây thêm với Mỹ Ngọc một thời gian nữa được không bác? Sao lại không được chứ? Bác chỉ nghĩ cho tương lai của con nên bác mới nói vậy thôi. Con cảm ơn bác. À, quên nữa, bác có điều này muốn hỏi con. Dạ. Bác hỏi điều gì? Trước đây Đăng Duy có nói với bác, nó có mở một tài khoản ở nước ngoài. Nhưng con cũng biết tánh của bác rồi đó, không có quan tâm gì tới mấy chuyện này, nghe rồi quên luôn. Ai dè Đăng Duy nó ra đi đột ngột như vậy. Bây giờ muốn kiểm tra tài khoản đó thì lại không nhớ ra. Con có từng nghe Đăng Duy nhắc tới chuyện đó không con? Dạ không. Con chưa bao giờ nghe anh ấy nhắc tới tài khoản gì đó ở nước ngoài hết. Cũng là tại bác lúc trước không chịu để tâm. Thanh Vân, con ráng nhớ giùm bác nghe. Nhớ lại coi Đăng Duy nó có từng đề cập vấn đề gì tương tự như vậy hay không. Nghe con. Cho nên bác cần phải lấy lại những công sức của bác trai đã gầy dựng suốt bao nhiêu năm trời. Dạ.
Dạ thưa bác, bác nó có chuyện muốn nói với con hả? Ừ, bác có chút chuyện muốn nói. Con ngồi xuống đi. Cái này bác gửi cho con.